ngoan con. Anh Khôi về. Uống nước nha. Không, anh không uống nước. Quay giùm anh ghế tùy, quay ghế lại. Dạ. Rồi, quay ghế bên này anh luôn. Rồi. Rồi, bây giờ con ngoan. Wow, anh Khôi có mua con chó hả? Không, anh không có mua. Là anh thấy được nó trên đường tới tiệm á. Ủa là sao? Làm như nó bị lạc. Biết sao không? Anh đang đi gì đó, tới ngã ba trước gần tiệm mình nè. Tự nhiên á, cái anh thấy có một con chó ở đâu nó ngơ ngác, nó cứ chạy qua chạy lại cái tiệm nó chạy tới trước mặt anh. Anh sợ nó cắn anh phải lùi lại, anh đứng yên. Cái xong nó chạy trước mặt, nó cũng đứng yên luôn. Cái tự nhiên nó ngồi xuống, cái nó ngước lên, đôi mắt nó nhìn anh đầy vẻ gian xin tha thiết. Giống đôi mắt này không? Đúng rồi, y như mắt em vậy đó. Ừ, cái đôi mắt của nó giống như nói với anh là: cậu ơi, hãy mang con về nhà đi. Khôi ơi, hãy mang em về nhà đi. Tiền, em làm mày giống y con chó đó. Thôi, làm cái gì đi chứ? Anh đang nói chuyện con chó mà gì vậy? Mà con chó nó gian xin tha thiết, nó được ẩm về nhà, sao em không được ẩm về nhà? Em con người mà so sánh con chó cái gì? Mà sao anh không chịu đứng lại đợi chút xíu, nhiều khi chủ nó đến sao? Có, anh có đứng lại đợi hơn nửa tiếng đồng hồ luôn. Nhưng mà sao dòm qua dòm lại không thấy ai đi kiếm hết trơn á. Đã vậy nhà nào quanh đó cũng đóng cửa. Không lẽ vậy anh đứng hoài sao? Rồi anh bắt buộc phải ẩm nó về. Thì anh nói thì cũng đúng, nhưng mà em vẫn cứ lo đó. Em sợ hả chủ nó quay lại không có, tội nghiệp người ta. Anh tính trước rồi, anh lấy cặp physics của tiệm mình á, anh dán 2-3 cái ngay chỗ góc đường đó luôn. Anh còn cẩn thận, anh lấy bút anh ghi vô từng cái một. Ai bị lạc mất con chó, vui lòng liên hệ với tôi theo số điện thoại ở đây. Trời ơi, cái cạc visit của tiệm mình nhỏ xíu à. Nhiều khi anh dán 2-3 tấm á, người ta tưởng mình làm quảng cáo, hiểu không? Người ta còn không thèm quan tâm nữa đó. Ôi chó ơi chó, mày chính ra là mày tốt phước lắm á nha. Mày mới gặp anh Khôi á nha. Chứ mày mà gặp tao á, giờ này mày ở ngoài chợ chó rồi đó. Cái gì vậy? Nói vợ. Alo, dạ. Dạ phải ạ. Ơ chị nói sao? À, chị là chủ của con chó hả? Dạ đúng rồi, tôi có nhặt được một con chó. À mà khoan chị, à, chị tả thử con chó của chị coi như thế nào, có giống với con chó của tôi cầm về không ạ? Ờ, nó là một con chó cái. Dạ, nó lùng lùng. À, lông màu vàng. Dạ, màu vàng. Tóc dài dài, hai bên lỗ tai dài ra, dạ cột hai bên. Trên đầu có kẹp một cái nơ màu đen. Dạ. Anh Khôi, anh tả chó hay tả em vậy? Chị, không phải chị ơi, không phải con này khác. Dạ, chắc chị lộn, dạ, xin lỗi chị, dạ. Trời ơi, dí của em như con chó luôn. Chủ của nó tả chứ phải anh tí. Bực mình ghê. Anh lại có điện thoại nữa nè. Tiếp gì? Dạ, tôi nghe. Dạ, đúng, tôi là Khôi, dạ. Dạ, chủ tiệm tóc. Dạ, đúng rồi, dạ. À, dạ, có. À, vậy anh là chủ con chó à? Anh ơi, anh tả thử con chó mà anh bị mất coi như thế nào ạ? Một con chó cái. Dạ, nó lùng lùng. Mặc một cái áo đầm trắng có bông màu đen. Dạ. Anh ơi, sao tả em nữa vậy? Kỳ quá. Anh ơi, vậy là lộn rồi anh ơi, không phải, dạ không phải. Em, sao chủ nào cũng tả ra em hết trơn vậy? Trời ơi, gì kỳ cục quá, tại anh á, anh bị là ám ảnh em quá rồi, anh cứ nói vậy á. Thôi, bây giờ em thấy vậy nè, tốt hơn hết á là anh Khôi đem nó đi một cái nơi nào đó anh Khôi cất đi. Chứ không thôi á, nhiều người biết số điện thoại của anh ha, ta động lòng tham, ta đến đây ta nhận bậy. Cái lúc đó mình giao rồi, chủ thiệt nó tới á, cái không có, chủ thiệt nó buồn tội nghiệp người ta lắm á. Em à, con chó lớn vậy mình giấu ở đâu mà được chứ. À, anh nghĩ vậy nè, nếu mà chủ của nó tới kiếm á, nó sẽ nhận ra, nó mừng, mình nhìn cái cách nó mừng, mình biết ngay là ai không, ai đúng, ai không đúng, hiểu không? Ờ ha, anh nói thì cũng có lý thiệt á. À, chó ha, con khôn lắm đó, chó Gì kỳ vậy? Anh ơi, con người mình nói chuyện với nhau mình cũng phải có cái tên để xưng hô, tự nhiên nó đã là chó rồi. Mà anh kêu, chó ơi, điền gì nó cắn cái à, nói làm sao, đó là chó. Chứ làm sao? Mình phải cho nó một cái tên đàng hoàng để xưng hô á. Thôi được rồi, để em, hey, 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 what's your name, please? Em làm gì vậy? Em hỏi nó là tên gì, làm ơn nói đi. What's your name, please? Nè, em có tên. Nè, em có tên bây giờ nó trả lời my name Thanh Tuyền là em té xỉu. Ah, you why? Rồi, rồi. Ê, anh biết rồi. Anh sẽ đặt nó tên là Bích La. Bích La. Ra đây, em thương nha. Bích La. Ra đây, ơi. Bích La ngoan quá, thơm quá.
quá à. Bella chào cô Tiền đi. Rồi con chào cô Tiền đi. Hỏi cô Tiền cao mét mấy? Chọc quê em rồi. Thôi trái khô nè. Nhìn anh chăm sóc Bella giống như hình ảnh mà người cha già chăm sóc con mọn nè. Mà mình nhìn cái cảnh gia đình yên vui vậy nè, làm em nhớ cảnh ở dưới quê của em. Chồng con gì đâu. Bây giờ em đã coi mình là người độc thân, em muốn làm lại từ đầu, không muốn nhớ gì nữa hết á. Dạ chào chị. Mời chị. Rồi con gái xinh xẻ. Mời chị ngồi đây. Dạ. Chào em. Dạ. Ôi ơi, vô đây ngồi. Hôm nay mình làm đẹp nha. Ngồi có con chó dễ thương lắm nè. Con chó này con. Con chó kìa, quay. Hôm nay mình làm gì chị? Ở nay chị muốn thắt bính nè, em coi thắt bính kiểu nào đẹp đẹp làm cho chị nha. Dạ. Con chó dễ thương lắm, con chơi với nó đi. Chị chó dễ thương không? Đó vậy. Cái gì? Sao vậy? Có sao không? Hả? Có sao không con? Hả? Chưa đổ máu, chưa lấy tiền. Không sao. Bích Lạc, sao các em vậy hả? Chị ơi, con có sao không? Con có sao không? Dạ, không chắc sao. Không sao đâu chị. Không sao chị. Rồi. Trời ơi, không sao gì. Chị. Chó của cô chú có chích ngừa chưa vậy? Tại con chó này là tôi mới nhặt được. Cho nên cũng không biết chủ nó ai nên cũng không biết làm sao nữa. Thôi. Có cắn lúc nào không con? Thôi bây giờ vậy nè, chị cứ đưa cháu đi chích ngừa đi. Tiền thuốc men bao nhiêu á, chúng tôi sẽ gửi lại cho chị nghe. Chúng tôi có tiệm ở đây, chị cứ quay lại, không sao hết. Chú xin lỗi con nghe. Bích La ngoan quá ta. Ngồi nãy giờ không sủa luôn. Làm như nó thích con sao của Tiền. Không dám ngoan đâu. Nó dám cắn con của khách, làm cho cậu Khôi hết hồn hết vía, vừa chạy ra năn nỉ người ta mà còn phải đưa tiền cho người ta đi chích ngừa nữa đó. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Đây, mới vô đây mà thành tích cao mày. Chưa hết nha. Nè, từ khi nó xuất hiện tới giờ, tè nguyên cái tiệm của người ta hôi rình nè, làm cho cô hả lao suốt ngày luôn, mệt muốn chết. Đúng là tên gì cũng tên Bích La, hèn gì tè ra 3 lít. Chưa đâu, con nghĩ là chắc còn nhiều hơn nữa đó. Là sao? Ê, gán này mày, tè đủ 10 lít thì mày có tên mới. Tên gì? Chích lục, là chục lít á. Chích lục, chục lít. Tên gì mà cũng nghĩ ra được, mày hay thiệt. Nói đấy, hay quá cụ Tiền ha. Dạ. Không lo bán vé số thì lát thế nào cũng vố xé à. Vố xé là gì? Trễ giờ xé bỏ chứ làm sao. Trời. Tới giờ đó đi bán, còn nếu không đi trả số đi ông. Còn nhiều sớm chuyện. Mà, cho sớm. Con chơi xíu đi. Lát rồi ngồi khóc bù la bù lu đi. Cậu Khôi. Nói. Con nghĩ á, chắc nhà con Bích La đông người lắm hả cậu Khôi ha? Hay là mình cá độ không? Con nghĩ á, là nhà nó khoảng 6 người. Ông bà, cha mẹ với hai đứa con. Cô Tiền nghĩ cỡ nhiêu? 4 à. Sao vậy? Ba má nó có một cái chủ trương dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt. Trời đất ơi. Còn cậu Khôi? Cậu nghĩ hả? Thôi bên đây 4 thì cậu 3 đi. Ba má nói với nó. Ôi vậy là có một mình con là nghĩ đông thôi. Hèn chi, giống như nhà con vậy đó. Đông người bởi vì đi lạc không ai hay. Tiền. Hả? Sao tự nhiên so sánh mình với con chó vậy con? Thì con thấy giống mà. Giống như nhà con vậy nè cậu Khôi. Trời ơi cậu Khôi biết không? Đông người bởi vì con đi bán về á, đâu có ai thèm hỏi thăm gì nhiều đâu. Chỉ hỏi là ê bán được nhiều không, nhiêu tiền, chứ chưa có bao giờ mà ai hỏi con là con có đói bụng không hay là có chuyện gì vui không, kể cho nghe đi hết á. Tính ra hả, con chó còn xuống hơn con nữa, đi lạc còn có người nhận nuôi, chứ con là đi lạc là cho đi luôn á. Tiền, nghe cậu nói nè, nhà con đông anh em, ba má con á nội lo cho anh em con á cái ăn nè, cái mặc không á là đủ mệt lắm rồi. Cho nên á, nhiều khi không có thời gian để quan tâm tới chuyện tình cảm hay hỏi han. Nhưng mà ba má con thương con, không có được trách ba má vậy, biết chưa? Cái gì vậy Tuyền? Cái gì vậy? Sao vậy em? Cái gì vậy? Cái anh đó. Mình làm lớn, mình làm láo gì vậy anh? Mình nói chuyện gì nói đơn giản thôi. Anh nói chỉ ra tới gia đình để thằng bé nó bị tổn thương. Anh biết không? Cậu xin lỗi. Cậu nói chuyện vậy làm cho con bị tổn thương đúng không? Cậu xin lỗi, nín dứt. Dạ không phải. Hả? Gần tới giờ sổ rồi mà còn nguyên cọc. Giờ này đi tới đó chắc trễ giờ trả. Bây giờ cần có vợ rồi thì mày đem đi, mày trả đi chứ ở đây tiền đâu mà mua giùm hết cho mày. Trời
Alo, alo, dạ. Dạ, chị nói sao? Chị là chủ con chó hả? Rồi, 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 dạ, dạ rồi. Vậy ha chị ha, dạ không sao, dạ chào chị. Cậu Khôi, cậu Khôi. Hả? Có người tìm lại chó hả cậu Khôi? Ừ, chủ của con chó nhận được nó rồi. Anh đem trả nó nha. Dạ, dạ, vậy bây giờ cậu Khôi đi trả số với con nha. Không được, cậu đi trả con chó. Cho con đi trả con chó chung, nhưng mà bây giờ con phải trả số. Con đi bộ tới đó là trễ giờ trả đó cậu Khôi. Dạ, 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 thôi lên xe em chở anh đi luôn anh. Dạ, mình trả giấy số trước rồi trả con chó. Dạ, 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 con cảm ơn cậu Khôi. Cho em đi theo với. Ở đây buồn quá. Vậy thôi giờ gì đi, số tiền trả giấy số đi. Con với cậu Khôi đi trả con chó trước nha. Ừ, lấy xe đi cậu Khôi. Rồi rồi. Vậy đi. Vậy vậy cái việc cô đi nó có ý nghĩa. Đâu được, nhưng mà tao đâu có bán giấy số đâu. Bây giờ tao tới tao trả, người ta đánh tao sao? Ê! Thôi tất cả mọi người nha. Con thấy nó dễ thương lắm á, hay là cho con chơi nó xíu nữa được không? Đây đây. Bích La, Bích La qua đây con. Nè nè nè. Ở đây con. Nè. Tên của nó là Minu, không phải là Bích La. Dạ, cô thông cảm đi. Tại vì hồi sáng đâu có biết tên nó là tên gì đâu. Nó đái quá trời, nó đái khoảng 3 lít đó, cho nên giận quá đặt cái tên nó là Bích La. Ba lít. Dạ. Vui, tên là Cao Thị Thanh Tuyền. Cô ơi, cô đừng có ngại. Thật ra nhà của cô nó cũng gần tiệm của con, cho nên là con đem con Minu hả? Qua được, không sao hết, đừng có ngại. Đúng ra là phải tới tiệm tóc để mà nhận nó về, nhưng mà tại vì cái chân của cô yếu quá rồi cô đi không có nổi, chứ phần đi tìm nó mệt, thiệt là mệt vậy đó. Nói chung là bữa nay tự nhiên cái gia đình này nó vui quá đi, nó đầm ấm quá đi. Thật ra thì cảm nhận được một cái tình cảm, một cái gì đó, một gia đình nó bao la nó. Dạ đúng rồi. Giống như một cái gia đình gì đó nè, có bà nè, có ba mẹ nè, có con nữa, có Bích La. Ủa con Bích La đâu cậu? Ủa Bích La đâu em? Ủa Bích La đâu con? Thế rồi có thể chạy ra đường chơi không? Hả? Ủa là cứu chạy đi, ta bắt tụi nó. Bích La đi, Bích La